Sau khống chế thành công đại dịch COVID-19, Việt Nam đang phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với tốc độ gia tăng. Việt Nam đang là điểm đến của sự dịch chuyển đầu tư kinh tế quốc tế. Thị trường xây dựng và phát triển đô thị đang hứa hẹn mở rộng, cần nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản. Kể từ tháng 6 năm 2019, nhiều công ty tư vấn thiết kế, nội thất, xây dựng tuyển nhân lực nhờ khoa kiến trúc giới thiệu sinh viên tốt nghiệp ra trường vì sinh viên tốt nghiệp đều đã có việc làm. Khoa kiến trúc Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng và đang là ngành hot của mùa tuyển sinh năm 2020. Ngành kiến trúc nội thất, quản lý đô thị và công trình đang được nhiều sinh viên, phụ huynh tại nhiều vùng miền khác nhau của cả nước quan tâm. Hơn 10 năm phát triển, khoa đã đào tạo hơn 1.830 kiến trúc sư ra trường và đang làm việc tốt trong các công ty, cơ quan kiến trúc, xây dựng tại nhiều địa phương khác trong cả nước. Sinh viên khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc tại các văn phòng kiến trúc sư, các công ty tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, tư vấn xây dựng, các doanh nghiệp kiến trúc, xây dựng trong nước và nước ngoài, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo về kiến trúc xây dựng, các cơ quan và doanh nghiệp về quản lý xây dựng công trình, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cơ quan quản lý nhà nước về đô thị. Bên cạnh đó, các kiến trúc sư có thể chuyển tiếp học thạc sĩ kiến trúc tại trường, các cơ sở đào tạo khác hoặc liên kết với Đại học Tổng hợp Swinburne, Australia. Đặc biệt, sinh viên học tại khoa kiến trúc, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ về kiến trúc và xây dựng. Các phòng máy tính chuyên ngành, các phòng học đồ án đảm bảo cho sinh viên tiếp cận với công nghệ thiết kế số. Do đó, sinh viên tốt nghiệp có thể tự tin cầm tấm bằng trên tay bước ra khỏi nhà trường với đầy đủ kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết. Lý do em lựa chọn ra từ Đà Nẵng vào đây học là em cảm thấy muốn trải nghiệm bản thân hơn, muốn cọ sát hơn. Tại vì em nghĩ là những cái thành phố lớn nó sẽ giúp cho mình có cơ hội mà phát triển hơn nhiều, tạo cho mình có cơ hội mà công việc tốt hơn. Em sau này học rất là nhiều thứ từ thầy cô, bạn bè, thầy cô ở môi trường em đang theo học thì rất là thân thiện, rất là tốt, luôn luôn giúp đỡ tụi em. Em chọn ngành kiến trúc này vì ngày xưa em có một chút đam mê về vẽ và thiết kế nhà cửa, nên em chọn ngành kiến trúc. Sau này em muốn mình thiết kế một công trình nào đó, công trình đó sẽ như tên mình lại. Em thấy đội ngũ giảng viên trường này rất là tận tâm nhiệt tình. Mỗi khi em có khó khăn hay suy nghĩ gì đó, em muốn cơ hỏi bà thì thầy cô luôn chỉ bảo em một cách nhiệt tình chu đáo. Đây là một ngôi trường giáo dục tiêu chuẩn chất lượng cao, không khí học tập nghiêm túc, giảng viên tận tình, sinh viên nhiều cạnh tranh, cơ hội phát triển năng lực tự quyết định cá nhân, tự học tập và làm việc nhóm, năng động cập nhật kiến thức khoa học công nghệ mới và nghiên cứu ứng dụng, tiền đề để nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường làm việc. Hiện, khoa kiến trúc, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang đào tạo tại 3 ngành. Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc, ngành quản lý đô thị và công trình, ngành kiến trúc. Với tất cả các bạn sinh viên chưa được qua các trung tâm đào tạo mỹ thuật thì hoàn toàn có thể theo học khoa kiến trúc trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội. Bởi vì tại khoa kiến trúc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thì các thầy cô và các giảng viên, đội ngũ giảng viên ở trong khoa luôn luôn đồng hành cùng các bạn và sẽ phát triển, giúp các bạn phát triển cái đam mê của mình đối với ngành kiến trúc. Và như các bạn thấy đấy, trong cái thời kỳ phát triển hiện nay thì cái ngành quản lý đô thị cũng như là quản lý xây dựng kiến trúc rất cần những cái đội ngũ nhân viên mà có năng lực được đào tạo bài bản, và khoa kiến trúc của trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội thì là một trong những cái cơ sở đào tạo bài bản như vậy. Xét tuyển hệ đại học chính quy ngành kiến trúc công trình, kiến trúc nội thất, mã ngành 7580101. Tổ hợp các môn xét tuyển bao gồm toán, vật lý, vẽ mỹ thuật, vẽ năng khiếu, toán, ngữ văn, vẽ mỹ thuật, vẽ năng khiếu, toán, tiếng Anh, vẽ mỹ thuật, vẽ năng khiếu, toán, hóa học, vẽ mỹ thuật, vẽ năng khiếu. Phương thức xét tuyển các môn thi ngoài môn vẽ năng khiếu trong tổ hợp: 1. Xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. 2. Xét tuyển theo học bạ, kết quả học tập lớp 12. 3. Tuyển thẳng thí sinh thuộc diện ưu tiên, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn kinh tế. Phương thức xét tuyển môn thi vẽ mỹ thuật, vẽ năng khiếu gồm: Phương thức 1. Thí sinh đăng ký dự thi vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Những thí sinh không có điều kiện thi năng khiếu tại trường có thể nộp bài vẽ mỹ thuật mẫu tĩnh vật hoặc vẽ một ngôi nhà ở tự chọn bằng bút chì trên khổ giấy A3, nộp cho phòng đào tạo hoặc văn phòng khoa kiến trúc kể từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2020. Phương thức 2, thí sinh đem giấy báo kết quả môn thi đại học khối V, H tại các trường có tổ chức thi năng khiếu, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Mỹ thuật, v.v. để đăng ký thủ tục nhập học ngành kiến trúc. Xét tuyển hệ đại học ngành quản lý đô thị và công trình, mã ngành 7580106. Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Toán, Vật lý, Tiếng Anh. Phương thức xét tuyển bao gồm: Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 theo tổ hợp các môn. Xét tuyển theo học bạ, kết quả học tập lớp 12. Lấy kết quả thi tuyển của một số trường tổ chức thi tuyển đại học. Tuyển thẳng thí sinh thuộc diện ưu tiên, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn kinh tế. Cơ hội việc làm: sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội việc làm do công tác quản lý đô thị và quản lý dự án xây dựng. Cơ hội việc làm: sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội việc làm do công tác quản lý đô thị và quản lý dự án xây dựng. Quản lý tòa nhà đang rất cần đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, có thể làm việc tại các cơ quan và doanh nghiệp về quản lý xây dựng công trình, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cơ quan quản lý nhà nước về đô thị, các ban quản lý dự án xây dựng, ban quản lý tòa nhà, các công ty tư vấn quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, các phòng quản lý xây dựng tại các địa phương, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về kiến trúc, quản lý đô thị. Xét tuyển hệ sau đại học ngành thạc sĩ kiến trúc, mã số 06580102. Môn thi tuyển: vật lý kiến trúc, lịch sử kiến trúc thế giới, ngoại ngữ, một trong bốn thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, Nga, Pháp hoặc Trung Quốc, trình độ A2, trừ các trường hợp miền núi theo quy định quy chế tuyển sinh. Phương thức xét tuyển: đối tượng tuyển sinh, những người có bằng tốt nghiệp kiến trúc sư, bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật đô thị. Mọi hướng dẫn chi tiết hồ sơ tuyển sinh xét tuyển vào khoa kiến trúc của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội liên hệ phòng đào tạo, phòng A101Y hoặc văn phòng khoa kiến trúc, phòng A515, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Website hubt.edu.vn, Facebook Tuyển sinh Kiến trúc Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Số điện thoại 0983305030 hoặc 0973214368 hoặc 0903207281. Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển, học phí thấp.